Rồi em xin tổng chào tất cả anh chị em bà con đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ của anh em ha. Hiện tại bãi của em mới vừa về một con Dắt đời 2007 ha, thùng kiều bạc nha mọi người. Thì xe này máy nó khá là khỏe ha. Và lời nói đầu tiên em xin chúc toàn thể anh chị em bà con mình có một sức khỏe thật tốt ha, một công việc làm ăn thật là thuận lợi nha, một gia đình thật là hạnh phúc nha mọi người. Thì hiện tại bãi của em đang về khá là nhiều xe ha, đang về khá là nhiều xe luôn ha. Xe đang về rất là nhiều luôn. Thì hôm nay em quay cho bà con mình tham khảo và cùng đánh giá con xe này còn như thế nào. Xe này về được 3-4 hôm ha. Trời mưa đậu này nó cũng hơi dơ và xe chưa có gọi là bát lại mọi người ơi. Xe em, bà con nào cần bát thì em sẽ bát chiếc xe lại ha. Thì sân rin con này thì cũng còn được khoảng 80% nha mọi người, cho nên là nó chạy xước khá là nhiều nha. Nó chạy xước, phần chạy xước này nó khá là nhiều nè mọi người. Đây ha, phần chạy xước này bát thì nó đẹp ra thôi ha, bát dặm sơn thì nó sẽ đẹp ha. Thì con này đời 2007 thùng kèo bạc ha, thùng inox nha mọi người, xe còn khá là đẹp nha. Thì cái phần đó em sẽ dặm sơn đánh bát cho mọi người nha. Nếu mà anh chị em bà con nào mình có nhu cầu muốn mua trao đổi nha, thì con này em bán với giá là 84 triệu nha mọi người. 84 triệu sở hữu ngay con Dắt đời 2007 thùng kèo bạc ha. Thì mọi thông tin bà con liên hệ trực tiếp em qua số điện thoại là 0988 454 318 nha mọi người, để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người khi đến xem và mua xe ha. Xe thùng sàn rất là đẹp nha mọi người, thùng inox ha. Đây em sẽ quay cái phần nội thất nha. Đây ha, đây là phần tắp lô xe ha, tắp bi ha, tắp bi. Và phần ghế gách này em sẽ bọc da mới lại cho mọi người luôn ha. Ghế này thì em sẽ làm mới lại cho mọi người ha. Còn cái phần này sẽ mua cái ốp lại thay luôn ha. Cho nên là nhìn cái xe nó sẽ mới và sạch sẽ hơn nha mọi người ơi. Thì bên em có mua bán trao đổi tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha mọi người. Nếu mà anh chị em bà con nào mình có cái dòng xe nào mình cần bán hoặc mình cần trao đổi thì cứ alo cho em ha. Qua số điện thoại là 0988 454 318 nha mọi người, để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người khi đến xem và mua xe ha. Hiện tại con này mới vừa về được 3-4 hôm ha. Xe trong nhà chặt bãi rồi ha, cho nên là không có thể nào mà ấy để trong nhà được ha. Cho nên đậu ngoài mưa nó khá là dơ. Đây, phần này thì em sẽ mua cái ốp này em chụp lên cho mọi người, hai cái ghế cho mọi người ha, bát lại cái đầu cho mọi người luôn cho nó mới mẻ ha. Máy móc con này khá là tốt nha mọi người, máy móc nó khá là mạnh nha, cho nên anh chị em bà con mình cứ yên tâm nha, máy nó khá là khỏe ha. Đây ha, phần thùng thùng inox nha mọi người. Để em sẽ mở cái phần sàn ra cho mọi người cùng xem, cùng đánh giá cái xe này như thế nào ha. Hiện tại bãi xe của em nằm ở huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Cứ alo cho em sẽ chỉ mọi người địa chỉ cụ thể ha. Đây ha, đây là phần thùng nha mọi người, thùng sàn. Con này thùng mới sửa ha, mới sửa rồi lại hết, sửa sang lại thùng inox. Nhìn nó khá là sáng, chiếc xe nó khá là đẹp ha. Có cái phần đầu thì nói chung là sơn chưa bát nha mọi người, chưa có thời gian để bát, chưa có thời gian để dọn dẹp phần nội thất ha. Cho nên bà con mình cứ yên tâm, nếu mà anh chị em bà con nào thích con xe này cứ alo cho em, chốt cọc cho em sẽ sửa hết những cái phần em báo cho mọi người ha. Thì con xe nó sẽ hoàn hảo hơn ha mọi người ha. Và hiện tại là một con phô tông này mới vừa về ha mọi người, mới vừa về nha, mới về hôm qua, cho nên là chưa có lên sóng con này nha. Bà con nhớ đón nhận cái video tiếp theo em sẽ giới thiệu con này ha. Và đây quay lại con này ha, thì thùng sàn inox này khá là đẹp ha. Đây quay cái sàn bên kia thôi được rồi ha, mở ra nó mất công nha mọi người. Đây ha, sexy nha, sexy. Con này chưa có sơn lại nha mọi người, cho nên nó cũng bị cũ rồi ha, cho nên là nó bị xét cũ, không gãy không mục nha, nó chỉ bị cũ thôi ha. Lâu ngày thì nó cũng có xét nha mọi người, cũ và xét chứ không gãy không mục mọt nha. Bên em mua bán uy tín và chất lượng nha, uy tín và chất lượng là hàng đầu nha mọi người, cho nên anh chị em bà con mình cứ yên tâm nha. Bên em có mua bán trao đổi tất cả các loại ô tô cũ nha mọi người, từ xe ô tô khách, ô tô tải cho đến ô tô du lịch ha. Bà con nào mình có cái dòng xe nào mình cần bán hoặc mình cần trao đổi thì cứ alo cho em ha.
mấy con dắt này thì cầu số của nó là Isuzu nha mọi người. Cầu số của nó khá là mạnh luôn, máy nó khá là khỏe ha, máy nó khá là khỏe, cho nên anh chị em bà con mình cứ yên tâm. Cái phần bên này thì nó nhìn nó xấu hơn bên kia một tí nhưng mà không có vấn đề gì ha. Con kèo bạc ha, sườn sắc xi không gãy không một mọt nha mọi người, sắc xi không gãy nha. Mọi thông tin bà con cứ liên hệ trực tiếp với em để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người khi đến xem và mua xe luôn ha. Đây là phần tapi bên này nè mọi người, tapi xe nè. Rồi ha, đó là thông tin chi tiết về chiếc dắt đời 2007 này nha mọi người. Máy nha, khoang máy nha mọi người. Mọi thông tin chi tiết bà con cứ liên hệ sớm với em nha, để có giá ưu đãi tốt nhất cho mọi người. Thì cũng qua đây em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em bà con đã ủng hộ em trong thời gian qua nhiều ha. Ngoài những lời nói cảm ơn thì em chỉ mong sẽ đền đáp lại mọi người bằng những cái con xe em giới thiệu lên. Em mang đến cho mọi người những cái con xe chất lượng tốt nhất nha mọi người, để mọi người về mua bán làm ăn cho nó thuận lợi, cho nó may mắn ha, cho nó tốt hơn trong công việc và trong cuộc sống của mình. Đó là tổng quan chi tiết về chiếc dắt này ha mọi người ha. Nói thẳng ra là em sẽ bát cho anh chị em bà con mình mới mẻ ra, cho bà con mình lựa ha, cho bà con mình sở hữu cái con xe ưng ý nhất ha, để về làm ăn cho nó ngon lành hơn, cho nó phát triển hơn ha. Mình cùng nhau mình phát triển và mình đưa kinh tế mình ngày càng đi lên nha mọi người. Xe này máy móc nó khá là khỏe nha, máy cầu số Isuzu nha mọi người. Thì em cũng sẽ kết thúc cái video ở đây, mong nhận được những cái phản hồi tích cực từ anh chị em bà con ha. Mọi thông tin chi tiết bà con cứ liên hệ trực tiếp em hoặc để lại comment bên dưới ha, để lại bình luận bên dưới nè. Cái thầy thùng này, thùng đồ nghề mới làm lại ha, có dấu hàng ha mọi người ha, chủ người ta mới làm á, xe thì em mới về thôi ha, chủ họ làm lại cái thùng đồ nghề. Rồi ha, em sẽ kết thúc cái video ở đây, mong nhận được những cái phản hồi tích cực từ anh chị em bà con mình ha. Mọi ý kiến đóng góp thì anh chị em bà con có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc để lại comment bên dưới, em sẽ trả lời tất cả anh chị em bà con mình ở những thời gian rảnh rỗi nhất ha. Thì ngoài việc buôn bán xe ra thì nói chung ở nhà em cũng còn làm khá là nhiều công việc khác ha. Thì đây, em sẽ quay sơ cái bãi xe của em còn những con xe nào ha. Xe Photon này, con này tải của nó là 1,7 tấn ha, thùng dài 4m3 nha mọi người. Con kia là con Photon 207 luôn ha. Còn bên này là con xe tải Suzuki Ben nha mọi người, 500kg nha. Còn bên kia là một chiếc Fao và một chiếc Olin ha. Còn bên kia đường kia là một chiếc Photon và một chiếc Isuzu ha. Còn bên này là mới về một con Laser nữa ha, mới về một con Laser nè. Và ở dưới kia, ở trong nhà thì còn thấy 4-5 chiếc. Và dưới bãi dưới kia cũng còn ở dưới kia em đậu một chiếc nữa ha. Đó là tổng quan chi tiết về tất cả các loại xe bên bãi của em ha, hiện tại đang còn ha. Và mới vừa về thêm 5 chiếc khác nữa, 5 chiếc Photon và chiếc Kia nữa ha. Em sẽ lên sóng từ từ cho anh chị em bà con mình ha. Và bà con nhớ đón nhận những cái video tiếp theo nha. Rồi em sẽ kết thúc cái video đây, mong nhận được những cái phản hồi tích cực từ anh chị em bà con mình nha.